Anh chị, xin chào các chủ doanh nghiệp, xin chào những bạn mà đang làm kinh doanh ở những cái vị trí như là trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh, phó phòng kinh doanh, phó giám đốc kinh doanh, các bạn nhân viên kinh doanh hoặc là đang làm kinh doanh và cái công việc chính của mình đó là sale và là sếp của các cái công ty, các doanh nghiệp. Thế thì trong cái video này là một cái video sẽ rất là dài và bởi vì tôi thường làm những cái video rất là kỹ và chi tiết. Nội dung tôi chia sẻ trong video này đó là xây dựng phòng kinh doanh vững mạnh và hiệu quả. Và video này là quay tháng 9 năm 2024. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy bây giờ chiều đang là 2 giờ 33 phút chiều. Vâng, ngày mùng 8 tháng 9 ạ. Ngày hôm qua, đêm qua thì vừa bão rất là to, bão Yaji vừa vào đổ bộ vào đất liền. Thì hôm nay tôi cũng làm một cái video là xây dựng phòng kinh doanh làm sao cho nó vững mạnh và hiệu quả. Tôi có một cái quan điểm như này, khi đến một cái doanh nghiệp mà nhìn vào cái phòng kinh doanh về lực lượng, về con người, về số lượng, về mức lương, đúng không ạ, về cách thức ăn mặc, cách thức gọi là triển khai tiếp xúc với nhân viên phòng kinh doanh, thì tôi nghĩ rằng là có thể đánh giá được cái doanh nghiệp đó có mạnh hay không, có hoành tráng hay không. Mình không nói đến những cái tập đoàn lớn, ví dụ như tập đoàn về điện lực, về viễn thông, về dầu khí, vân vân, đúng không? Thì họ có một cái bề dày lịch sử, họ có một cái số lượng nhân sự phòng ban trên khắp cả nước. Vâng, 63 tỉnh thành là có đủ và trong từng cái vị trí đều rất là đầy đủ rồi. Và cái quy mô của họ cũng lên tới hàng chục ngàn, thậm chí là trăm ngàn tỷ doanh số. Thì họ rất là mạnh. Còn hầu hết những cái doanh nghiệp mà nhỏ hơn hoặc là vừa và nhỏ thì có thể đều gặp những cái khó khăn nhất định trong việc xây dựng một cái phòng kinh doanh làm sao cho nó vững mạnh và hiệu quả. Vâng. Và tôi trình bày bằng một cái sơ đồ mind map như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ này nó rất là dài. Vâng, nó rất là dài, nó rất là kỹ ạ. Vâng. Nếu mà xuất ra file Excel hoặc là file Word, cái sơ đồ này cũng khoảng độ 20 mấy trang. Vâng, thì tôi sẽ cố gắng trình bày nhanh và dễ hiểu. Và các anh chị mà có nhu cầu liên hệ mua file, xin video, đúng không ạ, và đào tạo tư vấn cho phòng kinh doanh của doanh nghiệp thì có thể liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh. Tôi là giảng viên đại học và chuyên đào tạo về kỹ năng bán hàng online, xây dựng chiến lược kinh doanh online, marketing online. Và trong video này thì tôi sẽ nói về những cái trải nghiệm và những kinh nghiệm của tôi về kinh doanh. Trước đây thì tôi cũng làm giám đốc kinh doanh cho khá là nhiều công ty và tập đoàn khác nhau. Ví dụ như trong lĩnh vực giáo dục thì có làm cho tập đoàn Atlantic. Trong lĩnh vực nhựa thì có làm việc cho tập đoàn Nhựa Bình Thuận một thời gian, đúng không ạ? Trong lĩnh vực sơn thì cũng làm cho một số công ty, làm tại công ty đấy, chứ không phải là chỉ có mỗi chạy ad cho họ đâu. Vâng, thì có những cái kinh nghiệm làm giám đốc kinh doanh thì tôi chia sẻ bằng kiến thức, lý thuyết cũng như là bằng thực trạng trải nghiệm. Tôi biết rằng là các anh chị bây giờ đang bỏ ra rất là nhiều tiền, 5-7 triệu, chục triệu, hàng chục triệu để đi học những cái khóa học về kỹ năng bán hàng, rồi xây dựng đội nhóm bán hàng, rồi xây dựng phòng kinh doanh hiệu quả. Thì video này là hoàn toàn miễn phí, phát hành Full HD, không che ở trên YouTube kênh PA Marketing của tôi. Và các bạn chỉ cần bỏ thời gian ra xem nó và tôi tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ nhận được những cái giá trị nhất định. Vâng, thế thì để xây dựng một cái phòng kinh doanh, một cái phòng kinh doanh hiệu quả và có chất lượng thì chúng ta cần quan tâm đến những cái vấn đề gì? Thì nội dung của cái chương trình này, cái video này sẽ nói cho các anh chị. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ có liên quan đến vấn đề về xây dựng chính sách bán hàng. Thứ hai là chúng ta xây dựng về chính sách tiền lương, số lượng nhân sự. Thứ ba là chúng ta phải xây dựng các cái bộ công cụ bán hàng, gọi là sale kit, đúng không ạ? Cho cái người nhân viên đó, cho cái đội nhóm nó đi bán hàng, đúng không ạ? Đấy, tiền lương đây. Vâng. Thứ tư đó là chúng ta thấy có rất nhiều các cái kỹ năng, vâng, để mà bán hàng, các cái kỹ năng cụ thể cho từng vị trí trong phòng kinh doanh của mình. Thì ở đây tôi có liệt kê đến 12 cái kỹ năng chính. Vâng, mục thứ tư là kỹ năng bán hàng thì có 12 kỹ năng chính. Vâng. Tiếp theo đây ạ. Vâng, là chúng ta tìm kiếm khách hàng. Đấy, chúng ta lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo công việc kinh doanh của chúng ta. Vâng. Và chúng ta có thể tổ chức các cái phương thức bán và kênh bán.
Thì rất nhiều doanh nghiệp có những phương thức bán hàng khác nhau, kênh bán hàng khác nhau và thị trường bán hàng khác nhau. Về cái kỹ năng bán hàng thì có thể nó sẽ giống nhau ở đâu đó. Bán online, bán offline, bán truyền thống, bán MLM, rồi bán phân phối hay là bán trực tiếp, đúng không? Thế nhưng mà nó khác nhau về sản phẩm, khác nhau về tập khách hàng, khác nhau về quy mô, khác nhau về cách thức tiếp cận. Đấy là những cái thứ mà khác nhau. Đó. Và xây dựng một cái đội nhóm như thế nào để cho nó mạnh và hiệu quả. Đấy. Thì đấy là những cái nội dung mà trong một cái phòng kinh doanh là chúng ta cần quan tâm. Nếu như các anh chị đang gặp những cái vấn đề về kinh doanh, ví dụ như là doanh số không đạt, đội nhóm bị thiếu ý chí, rồi thì không bán được hàng, rồi thì gặp những cái vấn đề về cạnh tranh cao, rồi thì có thêm khách hàng mới nhưng mà lại không tăng được doanh số, vân vân, thì đó có thể là gì? Chúng ta sẽ phải làm việc với phòng kinh doanh, với trưởng bộ phận, với giám đốc hay là trưởng phòng đó, hoặc là những cái người phụ trách kinh doanh. Vâng, thế thì để có một cái phòng kinh doanh mạnh thì chúng ta phải có những cái nội dung tôi vừa trình bày nó được bài bản, chuyên nghiệp và sát với thực tiễn. Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều người nói về bán hàng, về kinh doanh rất là hay. Thế nhưng mà để nói về cái sự đa dạng, để nói về cái sự trải nghiệm, để nói về cái sự thấu hiểu thì đôi khi những cái video đó nó chưa đầy đủ và nó chỉ có một tí tí, 5 phút, 10 phút thì tôi khẳng định với mọi người là không thể giải quyết được vấn đề. Tôi khẳng định điều đó 100%. Vâng. Thế thì bây giờ không phần râu ria nữa, bây giờ sẽ đi vào phần chính. Các anh chị có thể nhìn thấy một cái sơ đồ mind map mà tôi làm, mà tôi cam kết rằng là rất là công phu, cũng như là nó hoàn toàn là có tính chất bản quyền chứ không có đi sao chép ở đâu cả. Ok, tôi hứa danh dự về điều đó. Vâng, đầu tiên thì ta sẽ nói về mục thứ nhất. Đây chúng ta thấy là cái nhánh của nó rất là dài. Đó là chúng ta phải xây dựng cái chính sách bán hàng. Xây dựng chính sách. Chúng ta bán một cái sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải có một cái chính sách bán hàng chuyên nghiệp, cạnh tranh, có tính hấp dẫn, đúng không ạ? Và trong một cái bối cảnh mà bây giờ là gọi là khủng hoảng thừa về người bán. Đấy. Các sản phẩm thì na ná giống nhau, rồi thì thị trường thì bị phân mảnh. Phân mảnh là thế nào? Tức là cái hàng hóa nó được đi sâu, đi rất là nhỏ vào từng cái nhu cầu nhỏ nhất. Ví dụ như trước đây có một thị trường là thời trang nói chung. Thế nhưng bây giờ nó phân mảnh là gì ạ? Đồ lót nam, đồ lót nữ, đồ lót trẻ em. Đó, nó nhỏ đến mức như vậy, đúng không ạ? Thế rồi thì quần áo thì có quần áo tập gym cũng lại là một cái ngành riêng. Đấy, rồi thì đồ bơi cũng lại là một ngành riêng, tức là nó rất là phân mảnh và nó cực kỳ cạnh tranh. Thế nên là nếu như chúng ta không có một chính sách bán hàng thực sự tốt, thực sự chuyên nghiệp, thực sự hấp dẫn, thực sự là đủ sức gọi là cạnh tranh với thị trường và tiềm lực của chúng ta tốt thì khó đấy ạ, thì khó, đúng không? Thế thì để xây dựng một cái chính sách bán hàng chuyên nghiệp, cạnh tranh và hấp dẫn thì chúng ta gồm những cái điều gì? Mục 1, đúng không? Mục 1.1 ở đây là chúng ta sẽ quan tâm đến chính sách bán hàng. Thế thì chúng ta phải ban hành một cái chính sách bán hàng phù hợp với cái mô hình kinh doanh của chúng ta. Đấy, ví dụ như chúng ta bán hàng trực tuyến hay là chúng ta bán hàng trực tiếp, chúng ta bán hàng theo mô hình là đi kênh phân phối hay là chúng ta là bán thông qua cái việc là một cái nhà phân phối nào đó. Chúng ta thiết lập kênh dài hay là kênh ngắn, chúng ta bán online hay bán offline thì chúng ta đều phải xác định là chính sách bán hàng thì phải phù hợp với mô hình kinh doanh và phải có cái lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, đúng không ạ? Ví dụ như là đối thủ bây giờ người ta đang chiết khấu 30%, tôi lấy thí dụ như vậy. Bây giờ bạn chiết khấu 10% thì tôi e rằng là rất khó cho bạn. Kể cả bạn có hot hay đến đâu, hươu vựa đến đâu, bốc phét đến đâu thì khó lắm, lắc đầu hết, đúng không? Ok. Thế thì nó phải có tính chất phân cấp. Phân cấp là gì? Ở độc quyền thì được cao hơn. Đấy, nhà phân phối được thấp hơn một chút, cấp 1 thấp hơn một chút nữa, cấp 2 thấp hơn một chút nữa và cấp 3. Và đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta phân cấp như vậy thì chúng ta thường gặp một cái tình trạng là bị phá giá. Đấy, chúng ta không kiểm soát được giá bán. Thì trong cái phần về về giá thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về vấn đề về logistics. Thì logistics chúng ta quản lý tốt thì chúng ta có thể giảm được phần phá giá. Thí dụ như là học viên của tôi là họ bảo tôi là thầy Phan Anh bán hàng cho em nhé. Thế nhưng mà hàng là xuất từ kho em đi, không xuất từ nhà thầy. Thầy nhập em cũng không bán. Đó. Thế chiết khấu em để cho thầy là cao nhất. Thế nhưng mà hàng là em đưa đi.
Thế thì làm sao? Bạn ấy sẽ kiểm soát được cái giá bán và nó không bị phá giá. Tất nhiên, mọi người sẽ nói là như thế thì nó cồng kềnh, đúng không? Mỗi một cái ý ở đây tôi lấy ví dụ nó sẽ chứng minh cho một cái ý mà tôi đang muốn lập luận. Chứ còn không phải là có một cái nào mà nó đáp ứng tất cả các yêu cầu của các chủ doanh nghiệp và những cái giám đốc kinh doanh được. Thí dụ như bây giờ đấy, nói là giao hàng từ kho hàng đi, kiểm soát người mua, kiểm soát người bán thì như vậy không bị phá giá, đúng rồi. Thế nhưng nhược điểm lớn của nó là gì? Nhược điểm lớn của nó là tăng chi phí cồng kềnh, đúng không ạ? Tăng chi phí logistics, thậm chí khách hàng không thích thì sao? Đó, thì mình không đi vào những cái hướng như thế và mình sẽ phải giải quyết dần dần vội. Đấy. Thế rồi thì giá trực tiếp và giá chiết khấu, đúng không? Và chương trình giảm giá chúng ta phải xây dựng một cái chính sách giá cực kỳ là rõ ràng. Chúng ta bán hàng phân khúc cao cấp hay là phân khúc thấp cấp, đúng không? Thế chúng ta xây dựng như thế nào? Thí dụ như là có một cái học viên của tôi bán nhập mỹ phẩm từ Pháp về, xây dựng một cái chính sách giá là giá nhập là 1, giá bán lẻ là 5, xong chiết khấu khoảng 50% cho nhà phân phối. Thế thì như vậy nó sẽ bị đội giá lên cao. Và khi đội giá lên cao thì mặc dù là thương hiệu tốt, chất lượng tốt, nhưng mà thương hiệu mới không ai người ta mua cả. Đấy, thì tôi mới có nói là bây giờ nếu mà bạn mà để giá như thế thì giá rất là cao, rất là khó cạnh tranh. Thế thế thì chi bằng bạn bán thấp hơn, đúng không ạ? Bạn chiết khấu thấp hơn hoặc là bạn bán trực tiếp. Đấy, hoặc là bạn phải cách tính giá của bạn như thế nào. Ở Việt Nam hiện nay chúng ta thấy rằng là rất nhiều người tính giá khi mà khởi khởi sự kinh doanh nghiệp ấy là tính hết cả những cái vấn đề liên quan đến về chi phí, về tiền lương của mình, tiền thuê nhà của mình, tiền khấu hao. Thế nhưng mà các bạn biết là ở Trung Quốc rất nhiều doanh nghiệp là họ chấp nhận là không đưa khấu hao hoặc là không đưa tiền lương của họ vào. Để làm gì? Để họ bán mỗi cái giá cốt của sản phẩm thôi. Thì cái giá nó sẽ rất là thấp. Đấy, họ đưa một cái giá thấp như vậy thì họ bán được hàng và họ lấy được tiền ngay. Thì họ có dòng tiền. Và chúng ta bán hàng thì chúng ta biết rồi, kinh doanh chúng ta biết rồi, có dòng tiền là vô cùng quan trọng. Kinh doanh dòng tiền, có dòng tiền là vô cùng quan trọng nhá. Đó, thế thì khi mà chúng ta bán lỗ, bán ít thì kể cả chúng ta có hạch toán gọi là khấu hao vào thì chúng ta vẫn không có tiền để khấu hao. Thế nhưng mà khi chúng ta bán tốt, chúng ta có lợi nhuận thì kể cả chúng ta không hạch toán khấu hao thì chúng ta vẫn có khấu hao. Chúng ta không hạch toán tiền lương, ví dụ như thầy Phan Anh, đúng không ạ? Lương 10 triệu bây giờ không tính lương thì thầy Phan Anh vẫn có lương, bởi vì có lợi nhuận thì sẽ bù đắp được. Đấy, cho nên là cái chính sách giá bán ấy, là tôi khẳng định với mọi người là nó vô cùng quan trọng, cho nên là các chủ doanh nghiệp là các giám đốc kinh doanh là phải nghiên cứu thật là kỹ, chứ không thể đưa ra chính sách bừa bãi là áng chừng được, đúng không? Đấy, phải có am hiểu về tài chính một chút, phải chấp nhận hy sinh. Hy sinh bây giờ đừng có đưa vốn vay vào, đừng có đưa khấu hao vào, đừng có đưa văn phòng vào. Đấy, thì như thế thì mình mới cạnh tranh được, mình mới chơi sát ván, mới khô khô máu được. Thế còn khi nào mình làm tốt rồi thì mình bắt đầu mình nâng giá, mình bài bản rồi, mình có những cái chiến lược khác. Đấy. Thế thì có thể tôi nói đến đây có rất nhiều anh chị sẽ không đồng tình. Không sao, không đồng tình thì cứ comment gọi cho thầy là tôi không đồng tình với thầy về quan điểm này. Thì chúng ta trao đổi, bởi vì kinh doanh ấy thì nó không có đúng và không có sai. Và nó sẽ là phù hợp nha. Nhớ này, chúng ta không tranh luận về việc đúng hay là sai, mà chúng ta tranh luận về việc là nó có phù hợp với mô hình của mình hay không. Thí dụ như là bạn rất là nhiều tiền, bạn thừa tiền mặt thì lời thầy nói là đúng, đúng không ạ? Đấy, bạn đang có những cái mảng kinh doanh rất lợi nhuận, bạn không cần phải lo lắng cho những cái mảng kinh doanh mới thì thầy nói là đúng. Thế nhưng bây giờ bạn đi vay, bạn nợ đầm đìa, bạn không có tiền thì bạn phải làm, và bạn bảo thế thì tôi thấy không đúng. Hay bạn làm nhà nước làm như thế không đúng. Thì cái này là nó sẽ ứng với từng mô hình. Thì bạn phải xây dựng như thế nào bây giờ? Đấy, xây dựng các cái chính sách giá phải dựa trên là kênh phân phối loại gì, bao nhiêu cấp, đúng không? Bán buôn hay bán lẻ, bán online bằng phương pháp quảng cáo hay là bán online bằng phương pháp live stream, hay là bằng phương pháp xây dựng hệ thống marketing không trả phí. Thí dụ như thầy Phan Anh bỏ công bỏ sức ra làm cái video như này, đúng không ạ? Các anh chị làm thương mại hay làm sản xuất, đấy, các anh chị bán phân khúc cao hay phân khúc trung hay phân khúc thấp, thì những cái yếu tố này nó chính là những cái yếu tố để chi phối cho việc là xây dựng giá bán nhá. Tôi giảng rất là kỹ, bởi vì nếu mà các anh chị không xây dựng được chính sách giá bán tốt thì đội sale các anh chị có mạnh đến đâu đi chào là tỷ lệ lắc đầu rất cao. Đấy, trong một cái bối cảnh bây giờ cạnh tranh như thế này mà mọi người đều bán rất là ế, đúng không? Năm nay bán kém lắm. Tôi đi dạy chủ doanh nghiệp nhiều, mọi người kêu là năm nay đều giảm rất nhiều. Thế
Rồi chúng ta cũng phải cân nhắc xem xét đối thủ, giá của đối thủ, chính sách của đối thủ. Thì chúng ta phải có chính sách của đối thủ trong tay. Đấy, cầm về đây, xong nó đặt lên bàn cân nghiên cứu. Đấy, xong mình nên là gì? Tiệm cận với nó, hơn nó hay bằng nó hay thấp nó. Đấy, ví dụ như thế, đúng không? À, tính toán đến các cái chi phí điểm hòa vốn và thậm chí là không bao gồm những cái chi phí vốn vay hay là chi phí về về tiền lương của bản thân hay là khấu hao. Đấy là tôi một số những cái gợi ý. Đấy, nhiều người cứ tính hết nó công thức vào. À, công thức thì đúng thôi. Đấy, thế nhưng mà bán lỗ thì không cái gì đúng cả. À, đúng chỉ khi có lãi nhá thì nó mới đúng. Đấy. Hoặc là ví dụ như là chúng ta làm sản xuất đúng không? Thì chúng ta bán buôn thì giá lợi nhuận chỉ khoảng độ 30% thôi. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta làm thương mại mà chúng ta bán buôn thì giá bán lợi nhuận thì phải khoảng 50%. Đấy. Thí dụ như một cái áo như này tôi sản xuất ra là 200.000 thì tôi có thể bán lên 600-700.000. Đấy. Và tôi chiết khấu cho đại lý khoảng 40%, 50%. Đấy. Nhìn chung là bây giờ là rất nhiều sản phẩm là phải cỡ 40-50% thì cái nhà phân phối người ta mới sống được. Thì người ta còn có chi phí mặt bằng, người ta còn chi phí nhân viên, chi phí chào hàng, đúng không? Và chúng ta phải tính được chi phí sản xuất, bóc tách được các cái chi phí bán hàng, chi phí thương mại, vốn vay, khấu hao vân vân, tiền lương rất là kỹ và chấp nhận là trong từng thời điểm là tính cái gì và không tính cái gì. Tức là nó vẫn ở đấy, chẳng qua là mình không tính vào thôi. Thì để cho nó có một cái giá tốt. Đó. Còn tất nhiên giá cả thì có thể thay đổi chứ không phải là cứ như thế mãi không không thay, đúng không? Tiếp tục. Rồi, thứ hai là chúng ta phải xây dựng một cái bảng báo giá nó chuyên nghiệp, đẹp về hình thức, dễ hiểu và có khả năng phân biệt được các cấp, tính toán đến các yếu tố về chi phí bán hàng để mà cạnh tranh được so với đối thủ. Thì chúng ta phải có bảng báo giá đóng dấu vào và chúng ta đừng có ngại nếu mà người ta xin bảng báo giá cứ cho bình thường nhé. Rất nhiều đơn vị là sale là cứ dạy nhau là nó đi khảo giá đấy đừng cho nó. Thực ra tôi nói thật, đối thủ mà người ta muốn khảo giá thì kiểu gì người ta cũng biết, nó chỉ là vất vả thêm một chút thời gian, thêm một hai lần cuộc gọi nữa thôi, có hết. Bây giờ bạn bán hàng vào cho nhà phân phối thì nó cũng bán hàng cho nhà phân phối đấy, bạn thân với nhà phân phối thì nó cũng thân với nhà phân phối, thế nó chỉ cần nhắn cái là nó phím cái là sang hết. Cho nên là tôi nghĩ là cũng không cần giấu. Nhiều người thì cứ bảo là phải giấu kỹ vì đây là cái bí mật vân vân, nhưng mà bí mật rồi nó cũng biết thôi. Đấy. Quan trọng là gì? Quan trọng là cái bảng báo giá này đến đúng tay khách hàng mục tiêu và họ thấy rằng là nó có mức hấp dẫn, có những cái chương trình về mặt giá là tốt, đúng không? Đấy. Phải có thương hiệu thì mới định được giá cao và có chất lượng và có sự khác biệt, còn nếu không thì chúng ta phải cạnh tranh bằng giá rẻ. Và mà rẻ ở đây thì nó phải có một cái chất lượng nó hợp lý. Chúng ta có một cái bảng báo giá Excel như này. Đấy, xong rồi đóng dấu vào bản cứng hoặc là gửi ảnh hoặc là gửi Excel cho khách hàng qua Facebook, qua email, qua Zalo. Đấy, và rất là rõ ràng và dễ hiểu nhé. Có nhiều người là nói thật là làm cái bảng báo giá khó hiểu lắm. Cứ cộng trừ mới thêm mới bớt thì rất là khó hiểu. Đơn giản hết sức có thể cho tôi. Đấy, tiếp theo này. Chính sách về công nợ. Đấy. Thế bây giờ thì nhất là phân phối bán buôn thì phải trả lời cho câu hỏi này. Thế có cho nợ hay không? Đấy. Tiền tươi với tiền héo là phải khác nhau. Đấy. Có nợ thì chiết khấu và giá nó phải khác nhau. Đấy. Thế thì ví dụ như giai đoạn mình mới xâm nhập hay là mình bão hòa, mình có thương hiệu hay không có thương hiệu thì nó cũng trả lời cho câu hỏi là có nợ hay không. Nợ bây giờ cũng rất là rủi ro. Đấy. Nợ bây giờ là nhiều khi là mất cả chì lẫn chài. Đấy. Nhất là bán xa, bán vào miền Nam, bán vào miền Trung, mất cả chì lẫn chài. Đấy thì khách nào thì cho nợ, khách nào thì không cho nợ, là mình đều phải có tiêu chí hết nhá, không cảm nhận mà phải có tiêu chí rõ ràng. Thế bây giờ ví dụ như thầy Phan Anh mà mua hàng thì có cho nợ hay không? Đấy thì không, không phải là thầy uy tín em cho nợ, phải có đánh giá. Bây giờ thầy nhá, những đơn đầu đấy, là phải tiền tươi thóc thật, ít cũng được, đơn nhỏ cũng được nhưng tiền tươi thóc thật. Đấy. Thế còn nếu mà mình bây giờ mình cứ bơm hàng mình cho nợ thì rất nguy hiểm, rất rủi ro cho người bán, cho doanh nghiệp. Đấy, nếu mà cho nợ thì cho nợ bao nhiêu phần trăm, nợ mức như thế nào, đấy, rồi nợ thì ở đây bao lâu phải được trả, 30, 45 ngày, đấy, hoặc là có những cái phương thức thanh toán của ngân hàng hỗ trợ cho cái đơn vị người mua. Đấy, lưu ý là chính sách công nợ trong giai đoạn khó khăn là không nên nhé,
cần phải thận trọng và đánh giá về khách hàng trước khi cho nợ. Tôi có cho ký một hợp đồng cho nợ một cái đơn vị như này, phải nói thật sự là nó cùng cực, cả hai bên nó đều cùng cực, nó khốn nạn. Thế thì có bạn học viên của tôi, bạn ấy bán hàng thì bạn ấy bảo là cái khách này thì bây giờ sếp em không cho nợ. Thế mà em thì muốn bán bởi vì là để có doanh số. Thế thì tôi mới bảo là thế này làm một cái hợp đồng viết nó chi tiết vào, có những cái điều khoản phạt, điều khoản thu hồi hàng, điều khoản lãi suất, vân vân. Đấy. Thế thì có những điều khoản rất là chắc rồi, ok lắm rồi. Đấy. Thế thì bán cho nó thì xong, trong quá trình bán cho nó thì nó có một cái trục trặc là nó đổi hàng. Đổi hàng thì bên này thì nó bảo là bây giờ đổi, ok đổi thì nó sẽ đổi, nhưng mà hàng phải trả rồi thì nó mới đổi. Thế thì bên kia hàng thì bắn vào rồi không có hàng để đổi. Thế thì bên này nó mới sợ bị lừa, nó không đưa tiếp. Thế là cái bên kia nó không có hàng để đổi thì nó lại bị công trình nó không lấy được tiền. Thế là cuối cùng là nó cay, nó không trả tiền, hợp đồng ký đàng hoàng, gọi điện nó không nghe máy, tức là hai bên đều cùng cực và đều khốn nạn cả. Khốn nạn ở đây là không phải là cái theo cái nghĩa là chê trách, mà khốn nạn là nó đều quá cùng cực. Thế thì ví dụ như nếu mà châm trước cho nhau một tí thì cũng được, nhưng mà cứ bắt hết lỗi này, bên này thì sợ là không trả tiền, bên kia thì sợ là không trả hàng, thế là cuối cùng là bây giờ là mất khách hàng lại còn mất cả tiền. Thế thì cũng có những cái phương án bạn phải giải quyết thôi, hoặc là bạn sẽ không bao giờ tái phạm lỗi đấy, kể cả ký hợp đồng tao cũng không cho mày nợ. Thế còn hoặc là bạn phải tử tế hơn để nó trả tiền. Thì tôi là ở giữa, tôi đã chứng kiến cái vụ đấy, và thực sự là cái ông khách đấy, ông ấy vẫn nhắn tin, ông vẫn trả lời, ông vẫn muốn trả tiền, nhưng mà ông bảo là bên kia làm chắc quá này, nó cay, nó không muốn trả, nó phạt, nó đồng ý nó phạt. Đấy, nhưng mà 1 năm 2 năm phạt thì mấy phần trăm thì nó làm gì đâu, mấy chục triệu, mấy phần trăm nó nợ luôn, bóc phốt nó thì không bóc được, rất mệt mỏi. Đấy, rất mệt mỏi. Thế nên là các anh chị cũng hết sức lưu ý nhá, nếu mà gặp những cái vấn đề về nợ nần thì nó phải liên quan đến vấn đề về pháp lý, về uy tín. Thì chỗ này có hai cái ý thôi, một là cho nợ hay không cho nợ, hai là cho nợ với đối tượng nào. Thì khi cho nợ thì phải có đi kèm với pháp lý, là phải ký hợp đồng. Và thứ ba là cái chỗ đấy là phải đánh giá, chứ không phải là ai cũng cho nợ, phải có đánh giá về uy tín. Về uy tín thì mới cho nợ, làm chắc chắn vào nhé. Thôi để hàng trong kho bán thanh lý còn hơn là cho mấy thằng nợ chúa chủ. Rồi tiếp tục. Đấy, phải có ký hợp đồng. Đấy, rồi có thể là khuyến khích khách hàng không công nợ bằng cách là tăng chiết khấu cao lên, cho trả thẳng trả trước thì họ sẽ bớt nợ đi, đúng không? Đấy, hoặc là bán đơn hàng nhỏ thôi, hoặc là cam kết là mày trả tiền cho tao đi, nếu tiền trong tay mình thì ok hơn, đúng không? Nếu mà mày không bán được thì trong vòng 30 ngày mày chuyển hàng cho tao thì tao sẽ lại hoàn tiền cho mày. Đấy, thì mình ký bằng hợp đồng thì mình cứ cầm tiền đi, tiền trong tay mình dù sao vẫn chắc hơn. Nhưng mà mình cũng phải uy tín nhé, chứ không sao đến lúc mà mình đang sợ nó không uy tín thì cuối cùng mình lại còn nhây hơn cả nó. Thì xin thưa là doanh nghiệp, thương hiệu, chủ doanh nghiệp là mất hết uy tín, hay là không bán làm được đâu. Đó. Đấy, trong cái phần ký hợp đồng này thì chúng ta phải nhớ là nên có những điều khoản về lãi suất trả chậm, phạt, có quyền thu hồi hàng hóa và công nợ có giá trị tương đương, rồi thậm chí là có quyền công khai về truyền thông. Đấy, thì đây là những cái ý rất là hay mà các bạn có thể là chưa bao giờ để ý đến. Xin quảng cáo một giây, đấy là tôi thì có 2 bằng đại học luật xịn luôn, thế nhưng mà chưa hành nghề, bởi vì là tôi thì có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, cho nên là tôi đi giảng dạy thì chủ yếu là giảng dạy về quản trị kinh doanh và marketing bán hàng, chứ tôi không có giảng dạy về luật. Nhưng mà về tinh thần luật pháp thì cũng biết và cũng tôn trọng. Rồi, thế thì nợ đi kèm với chính sách thanh toán, phương thức thanh toán và điều khoản là rất là rõ ràng. Và tốt nhất là có những cái giải pháp hỗ trợ thanh toán từ các ngân hàng thì hai bên nó sẽ làm việc yên tâm hơn, đúng không? Đấy, có chương trình đặt cọc rồi lộ trình thanh toán rất là rõ ràng. Và các bạn sale thì cũng phải được đào tạo về kỹ năng đòi nợ. Phải được đào tạo về kỹ năng đòi nợ. Đó. Tiếp theo là chính sách giao hàng. Đấy. Thế thì giao hàng thì phải gì? Có giao hàng miễn phí hay không? Có hay không? Miễn phí khi nào? Đấy. Hoàn phí thì thế nào?
bán buôn hay bán lẻ, bởi vì có những cái người người ta đến tận kho lấy hàng, người ta muốn giảm thêm phí, nó cạnh tranh với nhau đến mức như thế. Thế giao hàng miễn phí cho đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu thì cái này phải ban hành thành chính sách, phải ban hành chính sách. Và cái người giám đốc kinh doanh ấy, cái người mà chủ doanh nghiệp ấy là phải có trong tay những cái bộ chính sách như này rất là rõ ràng, rất là mạch lạc và rất là mạnh và có yếu tố cạnh tranh. Đấy, cạnh tranh so với đối thủ, tiên phong so với thị trường. Nhá. Đấy, giao hàng miễn phí như thế nào, đơn hàng tối thiểu bao nhiêu, thời gian giao hàng bao lâu, đấy, tổ chức giao hàng hay là thuê bên thứ ba, đấy, thời gian đặt hàng và giao hàng như thế nào, lộ trình giao hàng, rồi phần mềm quản lý cái quá trình giao hàng đấy, tránh sai sót nhầm lẫn, đổi trả đổ vỡ, rất nhiều vấn đề, nhất là bây giờ nó bán hàng online nhiều. Đấy, rồi thì dịch vụ hỗ trợ trong quá trình giao hàng, ví dụ như là bốc xếp hàng, dọn kho, giao hàng nhanh, hỗ trợ cho nhà phân phối thì sao, chi phí thấp hơn thì sao. À, tôi có một cái kinh nghiệm là khi mà tôi đi bán hàng cho khu vực Bát Tràng ấy, à, thì có một cái khách hàng người ta nói là ở nhà mày thì chỉ có giao hàng đến cửa thôi cháu ạ, thế còn cái nhà kia kìa thì là người ta còn bốc hàng vào cho cô, người ta còn dọn kho cho cô. Thế thì quả thật là đấy, chỉ một cái dịch vụ chỉ hơn có một xíu thôi mà tôi không bán nổi đấy. Thế sau đó thì tôi phải đề nghị với công ty là à, bây giờ cũng phải bốc hàng vào cho họ thì họ mới nhập, bởi vì là họ bản chất là họ muốn tiết kiệm chi phí thôi. Còn nếu mà không muốn bốc hàng thì mình thuê một cái bạn nhân viên ở đó mình bốc cho họ luôn. Đấy cũng là một cái cách. Chỉ cần bốc thêm hàng dọn kho cho khách hàng thôi đã ghi được cái tình cảm. Khi mà chính sách là như nhau, công nợ là như nhau, gọi hàng hóa là như nhau rồi thì những cái nhỏ xíu 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 đấy cũng lại làm thay đổi cái trận chiến đấu giữa các cái doanh nghiệp với nhau. Và mình công bố thẳng trên website hay trên fanpage về chính sách của công ty. Rồi tiếp theo là chính sách về đổi trả hàng hóa, chính sách về đổi trả thu hồi hàng hóa, đúng không ạ? À, thì có đổi hay không, đổi trong những trường hợp như thế nào, có cho trả lại hay không, có thu hồi hàng hóa không, phải ghi rõ và định hình tất cả những cái trường hợp cụ thể ra đó. Thì cái chính sách đổi trả như này, đổi như nào, trả như thế nào, có mất tiền, có bị phạt hay không thì phải ghi rõ ra, thì cũng để cho cái nhà phân phối và các đại lý và các khách hàng họ yên tâm, họ nhập hàng, họ hợp tác với mình, nhất là với những cái hàng mà có cái thời gian date ngắn. Rồi chính sách bảo hành sửa chữa, bảo hành như thế nào, đấy, dịch vụ bảo hành vượt trội hay không. Thì hiện nay là bây giờ là để mà giảm chi phí thì tôi biết rằng là có rất nhiều cái doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp là không muốn duy trì cái đội sửa chữa, cái đội bảo hành mà đi thuê ngoài. Thế thì trong cái quá trình làm như vậy thì thường là sẽ gặp một cái vấn đề là không phục vụ được khách hàng tốt. Thế bởi vì cái bên thứ ba họ đến thì họ mình không kiểm soát được họ, rất là vớ vẩn. Thế sau đó thì họ bực bội với thương hiệu và họ sẽ tẩy chay thương hiệu, không mua hàng. Thì cái chính sách bảo hành này chúng ta cũng phải làm cho nó chuyên nghiệp, và nếu mà chúng ta có tự làm hoặc là thuê bên thứ ba thì chúng ta làm cho nó chuẩn. Ví dụ hàng bây giờ sao, bây giờ nó vỡ thì làm nào, có bồi thường không, hoàn tiền bao lâu. Đấy, hoàn tiền thì phải nhanh chứ không thể hoàn tiền chậm được, đúng không? Rồi cái gì cũng phải tốt, vượt trội nhưng mà chi phí phải hợp lý. À, chính sách hỗ trợ dành cho nhà phân phối, ví dụ hỗ trợ cái gì, hỗ trợ biển bảng nhận diện thương hiệu. À, trước đây thì cho nó làm thì nó thích, bây giờ cho nó làm thì chưa chắc nó đã thích, bởi vì là ai cũng đến cho nó rồi, thế thì mình phải làm cái đẹp hơn, mình cũng phải làm tốt hơn, vân vân. Chứ nếu không ấy, thì mình cũng sẽ xin nó treo biển nó không cho. Đấy, rồi hỗ trợ chi phí quảng cáo truyền thông marketing online, ví dụ nếu có bao nhiêu, bao lâu và bao tiền. Đấy, hỗ trợ chi phí làm khai trương, hỗ trợ chi phí đào tạo nhân viên phát triển tại khu vực, tại thị trường, hay là cho người, hay cho hàng, hay cho chiết khấu. Đấy, hỗ trợ vận chuyển, có thể cấp xe vận chuyển nếu như đạt doanh số, thậm chí là hỗ trợ tìm kiếm khách hàng thôi, mày cứ ngồi đấy, anh mang thẳng khách đến cho mày phục vụ hầu đến tận mồm, đúng không? Tập luyện đào tạo đây, kỹ năng bán hàng, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, tức là cái này cũng phải ban hành nhá. Có thể là các bạn thấy là ban hành nhiều quá, nhưng không phải, mình chỉ cần là có. Khi mà mình nói chuyện với khách hàng thì mình nói là có nó như này. Thế còn về mặt văn bản ấy, thì mình phải có các cái văn bản đấy để ký hợp đồng nó mới uy tín, mà cứ thế mà làm thì càng về sau ấy, nó càng uy tín.
Đấy, các cái hỗ trợ khác nếu có. Về nguyên tắc ấy, thì các hỗ trợ này càng nhiều thì nó càng làm tăng chi phí của người bán, nên là gây áp lực cho người bán. Tuy nhiên thì tôi đang đang nói thì các bạn cứ cân nhắc nhé. Cái này là tôi đang nói thôi. Đó. Rồi tùy vào đặc thù ngành hàng, phân loại khách hàng và khả năng nhập hàng của khách để mà hỗ trợ nhiều, hỗ trợ ít. Rồi chính sách thưởng, thưởng đơn hàng này, thưởng doanh số theo tháng, theo quý, theo năm. Đấy, rồi thì thưởng chương trình bằng những cái chương trình hợp tác lâu dài. Đấy, thí dụ như là thưởng năm để đối thủ nó không cướp khách, rồi độc quyền. Đấy, các bạn biết là ký độc quyền nhưng mà nhà phân phối nó cũng rất là khôn và bựa. Đấy, làm gì? Đấy, bây giờ nó ký độc quyền với mình xong thì nó lại bảo vợ nó lập một công ty khác, thế là nó lại ký độc quyền với một công ty khác nữa. Đấy, hoặc là nó bảo em nó, nhân viên của nó mở một công ty khác lại nhập một cái sản phẩm tương tự của đối thủ về. Đấy, thế nên là rất là khó, rất là khó, đúng không? Thưởng như thế nào, doanh số bao nhiêu thì phải tính toán, bởi vì là tất tần tật nó cũng chỉ có từng đấy phần trăm thôi. Thế mình chia, đúng không? Mình chia chiết khấu về giá, rồi thưởng đơn hàng, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thưởng xe, thưởng du lịch. Đấy, rồi hỗ trợ nhân viên, hỗ trợ biển bảng, hỗ trợ marketing, hỗ trợ khai trương, thế đi hết thì còn đâu nữa. Thì lúc đấy chúng ta cân nhắc là chúng ta cho cái gì, cho một hay hai thứ, hay là cho tất cả mọi thứ, nó còn phụ thuộc vào biên độ lợi nhuận, mức độ hot của sản phẩm, đúng không ạ, và khả năng bán hàng, bán nhanh hay bán chậm, bán dễ hay bán khó. Đấy, thì phải xây dựng cái chính sách này nha. Thưởng tiếp theo là chính sách chăm sóc khách hàng, cũng phải xây dựng rõ ràng, phân biệt khách hàng ra loại A, B, C hay VIP 1, VIP 2, VIP 3 như nào, chính sách gồm những cái gì, thưởng quà, thưởng Tết, đấy, bao tiền, đối tượng như thế nào, rồi cho đối tượng ra làm sao, đấy, các cái sự kiện quan trọng, các cái sự kiện quan trọng mà để mà hỗ trợ khách hàng, ví dụ như là ma chay hiếu hỉ, đấy, sinh nhật, đúng không, khai trương thì mình có hỗ trợ khách hàng hay không. Và nếu mà mình có hỗ trợ thì mình hỗ trợ ở mức độ nào, thì cái này mình cũng phải ban hành để cho nội bộ nó biết. Đấy. Và hiện nay thì nhiều khi ấy, giảm giá hết rồi nên là mình không chăm sóc nữa. Thế mà mình không chăm sóc nữa thì khách hàng thì nó lại không trung thành, nó lại đi chỗ khác, đấy, nó mệt mỏi. Nên là mình vẫn phải có một cái chi phí nho nhỏ để mà chăm sóc khách hàng. Thí dụ như là tặng quà ngày sinh nhật này, thí dụ như là hỏi thăm này, nhất là khách hàng B2B thì bắt buộc là chúng ta phải phải chăm sóc rồi. Nếu chúng ta không chăm sóc thì họ sẽ bỏ chúng ta đi đấy, bởi vì bây giờ nó chỉ còn hơn nhau có mỗi cái dịch vụ này nữa thôi. Nha, thì cũng phải ban hành cái chính sách này. Đấy. Xong phải có nhân viên chăm sóc, phải có phần mềm, đến ngày đến giờ là cứ thế là tặng hoa, tặng quà, vân vân. Đấy, xử lý các cái vấn đề phát sinh của khách hàng. Đấy, ví dụ như là nó có những cái rủi ro, nó có những cái phốt, nó có những cái vấn đề là mình phải xử lý ngay. Đấy, có thể là phòng kinh doanh phải xử lý, hoặc là nhân viên kinh doanh phải xử lý. Cũng có thể lại là cái người bán hàng phải xử lý. Đấy. Rồi thì có bộ phận chăm sóc khách hàng phải xử lý, nhưng mà nó phải ở dưới quyền của cái ông giám đốc kinh doanh, đúng không? Ông ấy phải ngồi kiểm soát được. Rồi. Đấy. Mình có thể thăm nom chơi, rồi tương tác, rồi rủ dê đi cà phê, rồi đi chơi, đi thiền, đi tập gym, yoga, bóng đá, golf. Đấy, đấy là những cái cách mà chúng ta có thể chăm sóc. Rồi chúng ta cũng phải xây dựng chính sách khuyến mại. Đấy, khuyến mại thì bây giờ là bắt buộc rồi. Không phải là lựa chọn nữa mà là bắt buộc. Thì trong cái chính sách giá là nó phải tính đến cả khuyến mại, đúng không? Khuyến mại bằng sản phẩm, bằng quà tặng, bằng doanh số. Đấy, rồi thì ép khách hàng nhập nhiều, mua 10 tặng 1, mua 10 tặng 2. Đấy, để người ta ôm, hay là đơn hàng 1 tỷ thì tặng một cây vàng, đơn hàng 10 tỷ thì tặng một cái xe hơi. Đấy, nha, thì cái này nó liên quan đến tất cả các cái phần chính sách. Mọi người thấy không ạ? Đây là 1.9, là 9 chính sách rồi.
thì nó sẽ liên quan đến phần cơ cấu về chính sách về giá. Bởi vì cho nhiều thì lấy đâu ra? Đấy, thì mỗi thứ mình vẫn cho, nhưng mình cho 0,51% thôi, đúng không? Đấy. Thời điểm tung ra khuyến mại, chương trình khuyến mại như nào? Đấy, có thể tăng giá thu tiền để gom tiền lại. Đấy, bơm hàng vào kho tặng nhiều, ôm nhiều để cho nợ. Đó. Đấy là những cái chiến lược bán hàng mà đi kèm với chính sách của nó. Thì chúng ta thấy là chỉ riêng có một mục là mục xây dựng chính sách thôi, thì các bạn đã thấy cái cây sơ đồ thư mục của nó đã rất là nhiều rồi. Đấy, các cái chính sách khác nếu có nha, thì tôi đã nói rồi là để mà có một cái phòng kinh doanh mạnh rồi thì chúng ta phải xây dựng chính sách tốt, chúng ta phải có sản phẩm hoặc là dịch vụ tốt phù hợp với tập khách hàng mục tiêu. Đấy, chúng ta có biên độ lợi nhuận tốt để đáp ứng được các cái chính sách mà chúng ta vừa nêu. Chúng ta phải có một đội ngũ số lượng đông đảo, tinh nhuệ, đúng không ạ, máu chiến, và mọi người đều được chia cái phần thưởng trong cái quá trình kinh doanh đó. Thế rồi tiếp tục này. Đấy, chúng ta phải làm hợp đồng. Đấy, các cái vấn đề về hợp đồng buôn bán hiện nay thì tôi thấy là hầu hết những cái doanh nghiệp bán hàng thì làm hợp đồng rất là sơ sài, hợp đồng sơ sài lắm. Thế thì hợp đồng như thế đôi khi mà khi xảy ra những cái vấn đề ấy, là các bạn không được bảo vệ. Đấy. Các bạn không được bảo vệ là thế nào? Tức là khi xảy ra tranh chấp nên là không làm thế nào để mà lấy được tiền mà kiện được nó. Đấy. Mà nó không có cái gì đấy để gây sức ép. Thí dụ như là tăng lãi suất. Đấy thì là nó gây sức ép, hoặc là có tài sản đảm bảo giống như ngân hàng ấy, tại sao ngân hàng nó không lo mấy, bởi vì là nó có cái tài sản nó cầm trong tay rồi. Thế còn mình thì mình chả có gì, đúng không? Thì chúng ta nên thuê một cái đội pháp chế hoặc là những cái công ty luật họ tư vấn cho mình một cái hợp đồng nó kỹ càng. Đấy, các bạn để ý đơn giản nhất là các bạn mua cái nhà của Vin chẳng hạn, đúng không? Thì cái hợp đồng nó 50 trang, cực kỳ chi tiết, nó quy định hết cái gì mình được làm, cái gì mình không được làm, cái gì nó được, cái gì nó không được, nó rất là chi tiết luôn. Đấy, thì mình cũng nên cân nhắc, đúng không? Thế có thể các bạn lại nói với tôi là ui rồi ôi thầy ơi, thầy thế thì thầy không thực thực tế, nếu hợp đồng kỹ như thế thì bọn nó không ký đâu. Vâng, trong một số trường hợp mình yếu thì nó không ký, chứ còn mình mạnh là nó phải ký đấy. Thí dụ như bạn cứ thử đọc hợp đồng của Apple, bạn phân phối cho Apple đi xem, 100 trang không ký thì nó không cho phân phối. Thế còn bây giờ hợp đồng của các cái đơn vị doanh nghiệp Việt Nam thông thường thì thay vì làm 3 trang 5 trang thì cố gắng làm đến 10 trang 12 trang, nó chi tiết, nó quy định những cái điều khoản cụ thể lên nhá, để mà giảm bớt những cái vấn đề rủi ro cho mình đi. Đấy, các vấn đề như là căn cứ này, bên A bên B định nghĩa này, đấy, giao hàng, loại hình phân phối, thời gian phân phối này, quyền nghĩa vụ là quyền sở hữu trí tuệ này, tính bảo mật này. Đấy, quy định về giá bán doanh số này, chiết khấu này, đấy, thanh toán công nợ này, giao hàng, bảo hành, chăm sóc khách hàng, điều kiện về kho bãi này, mức tồn kho này, đấy, số lượng nhân viên, giám sát quy trình, tức là mình phải quy định hết. Đấy, hóa đơn, xuất hóa đơn như nào, chấm dứt hợp đồng, phạt hợp đồng ra sao, làm rất là rõ nha, không sao là các bạn bị thiệt rất nhiều. Rồi tiếp tục đến nội dung số 2, và vừa rồi mới là nội dung thứ nhất thôi. Tôi tua rất nhanh mà vẫn còn dài như thế. Rất là kỹ, đúng không? Đấy, xây dựng một cái bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp. Cái bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp ở đây là cái gì? Thì đi sale thì phải có cái bộ công cụ bán hàng rồi. Đấy, ví dụ nó gồm có bảng báo giá này, đấy, hợp đồng mua bán này, đấy, hợp đồng nguyên tắc này, hợp đồng nhà phân phối này, catalog này, profile này, đúng không? Đấy, hàng mẫu này, đấy, đồng phục của công ty này. Đấy, rồi thì các cái chứng nhận, chứng chỉ, giấy lưu hành, giấy công bố chất lượng, giấy test sản phẩm, quy trình biểu diễn, vân vân, văn bằng sáng chế, những giải thưởng cái gì gì đó thì đưa nó vào thành thứ tự, đánh thứ tự 1 2 3 4. Đánh thứ tự ra. Đấy. Tất cả những cái này là làm bản cứng và bản mềm. Bản mềm thì mình đi mình cầm máy tính, mình cầm iPad, điện thoại đi mình trình chiếu với khách hàng theo thứ tự. Và cái thứ tự này giới thiệu cái gì trước cái gì sau cũng phải được dạy nhá, chứ không phải là cứ
lộn tung phèo lên, cứ vào cứ giới thiệu đầu không ra đầu, cuối không ra cuối, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, từng bước thì các giám đốc kinh doanh để dạy cho nhân viên của mình cái quy trình như vậy đó nhá. Từ bản online đến bản offline, danh thiếp, thư giới thiệu, thư ngỏ, bảng chính sách, bảng báo giá, cặp sổ bút túi văn phòng phẩm, đồng phục đấy. Thế nhưng cái đội nó chuyên nghiệp nó phải làm như thế, đến nó rất là chuyên nghiệp thì vấn đề là nó tạo cái lòng tin, nó tạo ra cái sự cạnh tranh, sự khác biệt thôi. Thế còn có thể là càng chuyên nghiệp thì càng tốn kém. Thế nhưng mà các bạn thấy biết đấy, bán rau thì ra ngoài chợ, nhưng mà bán máy bay thì gặp thủ tướng, mặc dù cũng là đi bán hàng. Bán hàng rong thì công an đuổi là chạy, nhưng mà bán siêu xe thì phải rất là xịn, học hành đầy đủ thì cũng là bán. Đó, thì chúng ta nhớ rằng là nó tùy thuộc vào ngành hàng của chúng ta. Được chưa ạ? Vâng. Có tất cả bản cứng bản mềm sẵn ra. Và bây giờ thì bản mềm cũng ok, người ta cũng rất là thích sử dụng bản mềm, nó tiện. Vâng. Đấy, đồng phục, này, trang điểm, trang trí, nhận diện thương hiệu, đề can xe, đề can mũ, vân vân. Rồi, tiếp theo là chúng ta phải xây dựng chính sách về tiền lương. Tôi khẳng định là một công ty mà có đội ngũ sale mạnh mà lương 5 triệu, 7 triệu thì không bao giờ nhá. Đừng bao giờ hy vọng vào điều đó. Đấy. Sale là cái bộ phận đem tiền về cho công ty, cho nên sale nhận được mức lương thưởng xứng đáng nhất có thể. Tôi nói là xứng đáng nhất có thể chứ không phải là hãy cho họ tất cả. Bởi vì là ngoài sale ra thì marketing, rồi thì các bộ phận khác người ta cũng vất vả. Thế nhưng mà đây là bộ phận mà nếu mà so đo về tiền lương thì không, các bộ phận khác không thể so được. Hãy ưu tiên cho bộ phận này. Và chính sách của mình là phải gắn chặt cái hiệu quả kinh doanh của họ với cái doanh số. Thí dụ như là đây, chúng ta còn đời làm sale thì chỉ nói số này, không không có số thì không có thu nhập. Đấy, thu nhập thì bằng lương cứng cộng lương mềm. Đấy, và các bạn xây dựng lương 3P. Lương 3P các bạn lên YouTube PA Marketing search là lương 3P. PA Marketing là sẽ ra một cái file tôi làm rồi, tôi hướng dẫn xây dựng lương 3P rất hay. Dành cho sale, dành cho marketing, dành cho hết. Các bạn phòng nhân sự còn toàn vào xin tôi cái file đấy, tôi làm rất là hay, rất chi tiết. Đấy. Trong sale ấy thì cái này nó rất là khó ở cái chỗ làm mình phải phân là khách mới, khách cũ, thưởng cái nọ, thưởng cái kia, rồi từng giai đoạn. Đấy. Thì cho nên là có rất nhiều công ty họ có những công thức tính lương cho sale rất phức tạp, rất phức tạp. Không đơn giản chỉ là cứ cứng với mềm, cứng tôi trả từng này, mềm tôi trả từng này. Thế còn cố gắng là đơn giản nhất có thể nhé, cố gắng là đơn giản nhất có thể. Ok, đây thì lương được thiết kế này theo vị trí này, đấy, giám đốc kinh doanh, giám sát, hỗ trợ, quản lý, rồi chăm sóc khách hàng, trưởng phó phòng, vân vân, đấy, rồi theo mặt bằng chung, rồi theo những cái giai đoạn và mục tiêu của doanh nghiệp, đấy, doanh nghiệp mà cần mạnh thì chúng ta phải phải bón thúc đúng không? Chúng ta phải cho nhân viên lương cao lên, thưởng cao lên thì anh em nó mới khô máu. Đấy. Thế còn lương mà có những cái phòng kinh doanh mà tôi thấy xem lương của các em nó toàn 5 triệu, 7 triệu thì tôi nghĩ là sẽ các em nó sẽ không trụ nổi. Và chúng ta cứ đi tìm người mới vào thì chúng ta cũng không trụ nổi. Đấy. Thế thì tuyển người mới hay người cũ, tuyển người cứng hay người mềm, tuyển người giỏi hay người dốt thì là do chiến lược của các anh chị nhé, không phải là cứ chuyển tuyển người giỏi là về làm được, mà không phải cứ tuyển người kém là họ không biết làm, thì cái này là cũng lại quan điểm là phù hợp thôi, nhưng mà thị trường lao động bây giờ thì nó cũng thay đổi rất nhiều. Đấy, lương thử việc 85%. Và đặc biệt là chúng ta phải chuẩn bị hết các quy trình làm việc, có người hướng dẫn, người làm việc cùng, có quy trình, có văn bản và có luôn cái khối lượng công việc. Chứ còn nhất là nhân viên mới nó không biết làm gì, nó bảo là em tư duy đi, em sáng tạo đi, em nghĩ đi. Thì xin thưa là đấy nó dành cho thằng thằng giám đốc, thằng trưởng phòng. Còn cái thằng nhân viên ấy thì nó ít lắm.
Có đấy, nhưng mà nó ít lắm. Em bảo là em tư duy đi, anh trao quyền cho em đấy, nó còn chưa cả học, nó còn chưa cả hiểu sản phẩm. Nếu mà nó làm được như thế thì nó bảo là thôi anh xuống đi, em ngồi luôn cái vị trí của anh cho. Bởi vì là em tư duy được mà, em sáng tạo được mà. Đây là nhân viên, nhất là sale cấp thấp ấy, thì phải là gì? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, pập 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 từng bước. Đây, em sẽ làm như thế này. À, em làm đúng như thế cho anh, em hiểu như này, em nói như này, em đi như này, em đứng như này. Nha, em chào như này, em làm thế cho anh. Trong quá trình làm em sáng tạo dần dần lên sau. Ok. Đấy. Lương thì phải theo KPI, theo vị trí và theo khu vực. Đấy. Và thưởng thì chúng ta có thể đưa ra rất nhiều loại thưởng. Thưởng đạt doanh số hàng tháng, hàng quý, thưởng nhân viên bán hàng xuất sắc, thưởng mở khách hàng mới, thưởng theo khách hàng cũ vân vân, thưởng hoa hồng, đấy, thưởng gặp khách hàng, thưởng chốt đơn, vân vân. Thì cố gắng làm bằng Excel và làm đơn giản hóa để cho nhân viên nó dễ hình dung. Đấy, thì cái này mình khoán cho nó một con số, ví dụ như mình cho 1%, 2%, 3% nhân với doanh số hay lợi nhuận gì đó, thì bắt đầu là mình sẽ gọi là làm cái bảng Excel đấy để cho nhân viên người ta hình dung ra. Đấy, thí dụ như là nhiều khi bây giờ khách nó nhân viên nó không chịu đi gặp khách, thì mình thường là đi gặp khách có tiền, thế cứng mình cho thấp thôi, gặp khách mình cho 20.000 một lần gặp, thế ngày nó cố gắng nó gặp đến 10 người ngay, thế xong rồi gặp lại hiệu quả thì lại 50.000, thế thì nó sẽ dần dần nó sẽ đầu tiên là nó chỉ đi gặp thôi, xong bắt đầu nó gặp để có hiệu quả. Tại vì con người mà, người ta sẽ làm việc theo lợi ích và động cơ, đúng không? Đấy, các loại phụ cấp, trợ cấp thì cũng phải được xây dựng, kế toán tài chính phải xây dựng rõ ra nhé. Xăng xe, điện thoại, gặp khách hàng vân vân. Ví dụ như là đi gặp khách hàng thanh toán như nào, ở khách sạn như nào. Đấy, đi công tác phí như thế nào. Đây, xây dựng ra cũng phải ban hành. Không không có cái này nó không làm đâu. Nhá, cứ bảo ôi rồi ứng ra nhân viên lương 5 triệu ứng ra thì người ta chết. Đấy. Vé máy bay, xe cộ rồi khách sạn, quà tặng dễ dàng áp dụng, dễ lấy, dễ thấy. Đấy, kế toán tài chính làm ra, phân cấp theo vị trí, khu vực và cái người lấy tiền. Đấy, rồi ứng thì cũng phải trả nó nhanh nhanh lên. Chứ bây giờ nó không có tiền mà cứ ứng ra xong mãi trả giả nó thì lần sau nó cũng trả ứng. Đấy, thì là nó chán, đúng không? Rồi thiết lập các KPI cho sale. Đấy, ví dụ như đây này, các KPI cho sale đây. Đấy, theo từng vị trí, từng vai trò này. Doanh số tối thiểu, số lượng khách hàng mở mới, số lượng khách hàng cũ được chăm sóc, số lượng khiếu nại được xử lý, số lượng khách hàng mới cần gặp mỗi ngày, số lượng data tiềm năng kiếm được, đúng không? Số lượng cuộc gọi chăm sóc mỗi ngày, báo cáo công việc hàng ngày, học hàng tuần, đấy, tham gia học tập, học hành, số tiền thu hồi công nợ được, đấy, thu hồi công nợ được thưởng, rồi thì số lượng đơn hàng, hợp đồng được ký, tỷ lệ chốt đơn, tỷ lệ tái mua, vân vân, mở rộng thị trường, thêm kênh bán, vân vân. Thì tất cả những cái này đều phải được thiết lập ra và ứng với nó đổi thành tiền, đổi thành tiền nhá, thì nó sẽ nhìn vào đấy nó sẽ chạy khô máu. À, ví dụ như nó cộng trừ nhân chia nó được 100 triệu nó khô máu ngay, thế cộng trừ nhân chia mãi được có 10 triệu thì nó chả làm, đúng không? Nó chả làm luôn đấy. Ok, rồi kênh tuyển dụng. Đấy, cách thức tuyển dụng, ví dụ như là các trang tuyển dụng này, chạy quảng cáo tuyển dụng này, hội nhóm này. Đấy, rồi thì tuyển sói đầu đàn là mang về này. Và khi tuyển dụng thì phải có các tiêu chí. JD rồi thì hồ sơ rồi siếc. Rồi thì phiếu tuyển dụng rồi đánh giá tuyển dụng có hết, tôi có cả những cái mẫu đấy. Đấy, các bạn liên hệ với tôi có hết cả mô tả công việc rồi thì quy trình làm việc của sale, của marketing. Rồi lương pa-pê có hết luôn nhá. Thậm chí tôi có thể viết cho các anh chị một bộ dành cho riêng cho công ty của anh chị, tư vấn cho anh chị về kinh doanh, về marketing, về các bộ phận có liên quan đến kinh doanh. Rồi tiếp theo là chúng ta bắt đầu đến mục số 4 đây. Đấy, thì là cũng thấy rất là nhiều các kỹ năng về đào tạo. Đấy, chúng ta phải đào tạo cực kỳ nhiều khách hàng và đào tạo cho nhân viên sale của chúng ta rất nhiều, 12 cái kỹ năng nhé, 12 kỹ năng.
Vâng. Thí dụ như là kỹ năng nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng, kỹ năng về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt đơn, kỹ năng thu hồi công nợ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Đấy, thì đây tôi đều có. Thì các cái phần tiếp theo có lẽ là ta sẽ đợi một cái video khác đi, cái video số 2 đi. Vâng. Cái video số 1 này cũng đã khá là dài rồi. Thì ta sẽ đợi cái video số 2, tôi sẽ quay tiếp từ từ cái mục 4 đến mục 8 nhá. À, rồi. À, tôi vừa trình bày cái phần thứ nhất, video số 1 về gọi là cái xây dựng phòng kinh doanh hiệu quả chuyên nghiệp dành cho các chủ doanh nghiệp. Vâng. Và khi mà tôi trình bày thì đi kèm với nó là sơ đồ mind map đây, các anh chị nhìn thấy. Và với mỗi một cái sơ đồ mind map này thì tôi còn rất nhiều những cái file Word, file Excel và những cái kinh nghiệm đi làm cho các doanh nghiệp. Đấy. Rất nhiều các cái chính sách tôi đã viết, đã xây. Thì nếu mà các anh chị mà đang xem video này và các anh chị thấy nó hay, nó hợp lý thì các anh chị bấm like, comment. Các anh chị có cái câu hỏi nào thì comment. Hoặc là các anh chị cần tư vấn, cần trao đổi và cần triển khai thì các anh chị gọi trực tiếp cho tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học và là một chuyên gia về tư vấn về kinh doanh và marketing, đặc biệt là digital marketing, bán hàng trên các nền tảng số. Thế, thế thì số điện thoại của tôi là 0989 623 888. Vâng. Tôi nhắc lại là 0989 623 888. Facebook của tôi là facebook.com sược Phan Anh Online. Ok ạ. Tôi sẽ quay cái video số 2 này và tôi sẽ nối hai cái video này lại với nhau, anh chị xem nhá. Tại vì nó dài quá cho nên là tôi cắt làm đôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video số 2.